Thưa quý vị, thưa các bạn, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành sản xuất cà phê của tỉnh đã đối mặt với không ít những khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu cũng như là xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, để phát huy được tiềm năng giá trị của cây cà phê trên thị trường, nâng cao chất lượng cà phê của Việt Nam, thì xuất khẩu, Đắk Nông đã và đang có những giải pháp hiệu quả. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng cà phê bằng phương pháp tái canh, mà quy trình chăm sóc cà phê hiện cũng được người dân thay đổi theo xu hướng tích cực. Hiện toàn tỉnh có 20.000 hectare cà phê tập trung nhiều ở Đắk Lấp, Đắk Song, Đắk Min, được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như 4C, UTZ Certified, Rainforest với khoảng 15.000 hộ tham gia. Đây là kết quả của sự hợp tác liên kết giữa một số doanh nghiệp rang, xay cà phê trong nước, tạo động lực cho ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh quá trình phát triển cây trồng chủ lực của tỉnh theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo đầu ra ổn định. Trước là cà phê của tôi là nói chung là nó cũng rất xấu, nhưng hôm nay gọi là cũng vào 4C thì nó năng suất hơn hẳn, vì dù sao mình cũng nắm được cái kỹ thuật làm cà thế trước thì nói chung là nó chỉ được 1/3, thế nay nó tăng lên khoảng 2 phần nữa là thành 3 phần. Trước chỉ 1 thì bây giờ nhân với 3, tóm lại là cà phê trước là chỉ khuôn 7 tạ, nay là được 2 tấn rồi đấy. Từ những nỗ lực trong đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản sau thu hoạch cho thấy, việc thu hái, bảo quản đúng cách đã dần được người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện khá tốt nhờ các cấp ngành và chính quyền các địa phương đưa ra những biện pháp tích cực, khuyến khích người dân thực hiện đúng quy trình thu hoạch và chế biến. Để giảm thất thoát cà phê trong và sau thu hoạch, hàng năm, ngành chức năng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương và bà con nông dân thu hoạch, chế biến và bảo quản cà phê theo đúng quy trình đề ra. Cùng với các giải pháp trong nâng cao chất lượng cà phê kinh doanh, chính quyền các cấp và ngành nông nghiệp các địa phương đang khuyến khích người dân sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện tái canh cà phê, thay thế dần các giống cũ chất lượng kém. Được biết, với sản xuất theo chuẩn 4C, người trồng có thể tăng 20% năng suất so với cách sản xuất trước, đồng thời giảm được gần 15% chi phí nên là lợi nhuận tăng lên. Trên phương diện quản lý nhà nước về sản xuất cà phê, thì phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện thì là thường xuyên tham mưu ban nhân huyện là ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo người sản xuất cà phê là phải theo các tiêu chuẩn như Việt Gap, UTZ, Rainforest hoặc là 4C là nhằm là nâng cao chất lượng của hạt cà phê. Đối với trên địa bàn huyện Đắk Lấp thì là có khá nhiều doanh nghiệp là hỗ trợ cho nông dân để thành lập các nhóm sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Đồng thời bên cạnh đó thì trên địa bàn huyện Đắk Lấp là có hợp tác xã Hào Quang đã áp dụng cái chế biến ướt đối với cho các hội viên trong hợp tác xã, và hiện tại cũng đang là nhân rộng cái mô hình trên địa bàn huyện. Chúng tôi đã có những cái bước liên kết với nông dân, cụ thể là chúng tôi đã làm các cái chứng nhận, xây dựng các vùng nguyên liệu đạt được cái chứng nhận quốc tế như là 4C hoặc là UTZ, và chúng tôi năm 2014 chúng tôi đã xây dựng được trên tổng diện tích khoảng cho sản lượng khoảng 12.000 tấn cà phê đạt các cái chứng chỉ về 4C và UTZ. Thì về tương lai lâu dài thì chúng tôi tiếp tục cũng xây dựng các vùng nguyên liệu đảm bảo được các cái chất lượng, nó có được các cái chứng chỉ, và cái vùng nguyên liệu này nó đã đảm bảo hai yếu tố: một là cái sự ổn định về ổn định chất lượng, hai là ổn định về cái số lượng đảm bảo cho cái nguồn nguyên liệu cho nhà máy. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp sạch, tâm huyết và trăn trở nhiều nhất đối với ông Võ Đình Danh, giám đốc hợp tác xã nông lâm nghiệp Đắk Min, huyện Đắk Min, là việc nâng cao chất lượng cà phê. Bởi theo ông Danh thì cà phê là cây trồng chủ lực của địa phương và là một trong những nông sản nổi tiếng của Việt Nam trên thị trường thế giới. Đặc biệt, trăn trở với cách phơi cà phê sau thu hoạch hiện nay, trong mùa vụ thu hoạch cuối năm 2016 vừa qua, hợp tác xã đã tìm tòi và thử nghiệm 3 kiểu phơi cà phê trong nhà ni lông lấy nhiệt theo nguyên lý hiệu ứng nhà kính. Mặc dù tốn kém chi phí đầu tư nhưng chất lượng cà phê lại được đảm bảo. Thì hợp tác xã chúng tôi đã nghĩ ra cái phương pháp phơi hiệu ứng nhà kính và gió để phơi nông sản, đặc biệt là hạt cà phê. Thì từ đó ví dụ như hạt cà phê ở trong này nếu mà trời mưa thì cũng không bị mưa và nó nhanh khô hơn. Rồi thứ hai là nó cách được cái đất rồi bụi bẩn, thì như vậy là nó sẽ cho một cái chất lượng của cái sản phẩm nó tốt hơn. Ngoài ra thì công dụng cái này thì tâm huyết chúng tôi thấy là bà con nông dân phơi nông sản rất là cực,
đổ ra buổi sáng thì buổi trưa đi làm là phải canh me, trời mưa thì phải về. Còn cây này đổ ra thì có thể đi mấy ngày không vấn đề gì. Tính đến hết năm 2016, tỉnh Đắk Nông có hơn 125.000 ha cà phê, trong đó gần 113.000 ha cà phê ở giai đoạn kinh doanh, năng suất bình quân đạt 22,3 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 250.000 tấn. Trong kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Đắk Nông, cà phê là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao. Riêng trong quý 1 năm 2017, xuất khẩu cà phê đạt 55,5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng, giá trị kinh tế từ cây cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, trong các giải pháp phát triển ngành cà phê bền vững, tỉnh Đắk Nông khuyến khích tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất theo các cánh đồng mẫu lớn giữa doanh nghiệp chế biến xuất khẩu với các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đồng thời, tỉnh cũng hỗ trợ củng cố, xây dựng và phát triển các hợp tác xã chuyên ngành, tổ hợp tác đảm nhiệm cho các thành viên, hộ dân liên kết, vật tư đầu vào, hỗ trợ giám sát các thành viên thực hiện đúng các quy trình được áp dụng và đạt chứng nhận chất lượng, chứng nhận sản phẩm bảo vệ môi trường.